chào mọi người, đây là cái bầy cá chép coi của em mình. Đây không biết thiết kế này là cái gì đây, cái máy lọc nước hay là cái tiểu cảnh gì đây, mình cũng gành để mình hỏi em mình hay sao. Tân ơi, cái này là thiết kế làm sao đây? Hả? Cái này là cái gì? Cái đầu lọc nước cho sạch. Cho sạch hồ cá để, hả? Làm cho đẹp, sạch hồ. Rồi cái... Rồi, chế. À không, mình suy nghĩ ra cái này vậy? Tự chế. Trời ơi. Rồi cái này, cái bình sữa này là sao? Bình sữa là cho cá bú. Hả? Cứ cho cá bú nó được nữa hả? Ở dưới quê mà cũng suy nghĩ đủ thứ cho anh vậy hả? Ồ, hay quá vậy. Núi này lâu chưa Tân? Một năm rưỡi. Anh trong hồ này là mấy con? 18 con. Cái này nó có đẻ không? Cái cá này nè. Không, có đẻ mà khoảng từ 6 năm trở lên nó mới đẻ. Đủ loại cho nha. Đủ loại. Tùy theo xây. Xây 5 xăng, 10 xăng, 15. Thế như con này là 800 ngàn. Con màu đen nè. Cặp này là 1 triệu mấy. Để đây không làm hàng rào vậy chứ hả? Để khơi trời vậy có, đó. Có chống trộm. Ai đụng hồ chưa tiếp. Trời ơi. Ghê ghê không? Dễ thương à. Nói chung cái này là cá coi diệp chứ không phải là cá coi của thì có lai á. Này lai một. Nó giá rẻ hơn. Chép coi. Tôi thường gọi là chép coi. Cá nhật mình mua. Ủa cái này như người khác lại cầm cái bình người cá nó lại không? Nó nhét. Nhét hả? Quen mới được hả? Quen, nó quen hơi, quen chủ. Tại mình cho ăn hàng ngày nè, nó quen hơi. Phải no chứ không no à, để xuống tay nó nút tay rồi. Tại nãy mới cho ăn. Thì bữa nào? Bữa nào ngồi trên thành này nè, ngồi trên thành này để chăm xuống cho nó mà nó ăn tới bầu chết. Giống như massage cát vậy đó. Rồi xong cá chết luôn. Kỳ vậy. Nó tay đó. Bố mình sửa là tập từ lúc đầu. Tập bao lâu? Tập cũng 2 tuần lễ, bỏ đói tuần lễ rồi mới trời ơi. Chứ đâu phải là để xuống nó ăn liền, bỏ đói thì tập từ từ nó mới là mình chỉ cho ăn thức ăn thôi hả? Cho thức ăn.
cũng dễ quá ha. Cứ ăn rồi cá lớn nó ăn cá nhỏ cũng được. Ăn cá nhỏ là làm sao? Cá lóc con, cá lồng tông thả xuống ăn cho người dán dế rồi á, sâu bỏ. Cái cá lớn ăn, cá nhỏ nữa chưa ăn, chưa tiêu quá rồi. Trong đây là cái gì đây? Miếng mót hả? Miếng dẻ mồm, miếng cơ cước, chùi nồi. Ủa cái này làm nước là mình lấy trực tiếp từ ống nước luôn hả? Nước từ, gì? Từ bên đây có nước chảy qua đây. Không phải mà nước này là nước gì? Nước nước máy luôn hả? Nước máy. Được luôn sao? Được. Tại mình có cách xử lý. Chứ thông thường nước máy là nó có cờ lo đó. Nó có cờ lo là mấy cá xử lý riêng. Như chất tẩy á. Tại nói chung là mình cũng có kinh nghiệm nuôi thời gian rồi. Nhưng mà chưa có kinh nghiệm nuôi là nó cũng đứt. Hồi đó mình cũng đứt hết bầy. Rồi, ổn ha. Tại mới biết chơi mình phải chịu thôi. Chơi gần rồi từ từ có kinh nghiệm. Ủa rồi cái như giờ người ta muốn đặt cá là người ta liên hệ với ai để người ta đặt cá? Các bạn muốn không, quay mặt qua đây nè cho mọi người biết. Cá nào. Thì bạn thì liên hệ với Phạm Tân, Facebook là Phạm Tân. Cá lớn cá nhỏ đầy đủ. Mình chắc trong năm mình cũng mua cá về mình kinh doanh cho các bạn chơi. Địa chỉ đây là ở đâu vậy bạn Tân? Ở ấp Phú Hảo, xã Nghĩa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Vĩnh Long. Rồi, như video clip của mình đến đây là kết thúc nha mọi người.